Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa thông qua phương án và kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và các trường Trung học phổ thông công lập năm 2024. Kỳ thi được tổ chức vào các ngày 5, 6 và 7 tháng 6 năm 2024. Theo phương án, kỳ thi tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và các trường Trung học phổ thông công lập năm 2024, thí sinh phải làm 3 bài thi độc lập của các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Riêng thí sinh thi tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn phải làm 4 bài thi, gồm 3 bài thi môn chung và 1 bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký. Nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học cơ sở hiện hành, chủ yếu ở chương trình lớp 9. Đặc biệt, học sinh thường trú ở vùng giáp ranh giữa các huyện, thị xã, thành phố được dự thi vào trường trung học phổ thông gần nơi cư trú.